tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng lấy vô tánh để làm tự tánh cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng lấy vô tánh để làm tự tánh tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng lấy vô tánh để làm tự tánh năm loại mắt sáu phép thần thông cũng lấy vô tánh để làm tự tánh mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà của chư Phật cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Như vậy vô tánh chẳng phải chư Phật tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải Bồ Tát tạo ra, chẳng phải thanh văn tạo ra, cũng chẳng phải bậc trụ quả hành hướng tạo ra. Chỉ vì tất cả hữu tình không biết không thấy như thật, về tất cả Pháp đều là không, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa dùng phương tiện thiện xảo theo sự giác ngộ của mình mà như thật giảng nói cho các hữu tình để họ lìa bỏ chấp trước mà giải thoát tất cả sanh lão bệnh tử chứng được niết bàn rốt ráo an lạc. hết quyển thứ 477